Sao lại như vậy? Tự nhiên con Loan bị đau bụng à? Tôi có biết đâu. Thằng Hương cả đáng đâu vậy? Tôi nghe vậy thôi. Tôi không tin. Đúng là thằng Hoàng muốn gây chuyện mà. Ủa, rồi con Hương đâu? Nghe tin là có chạy vào nhà Thương với con bé rồi. Chỉ mong là con nhỏ nó không sao, để con Hương còn kịp quay lại. Cậu nghĩ tụi nó có chuyện thật sao? Thằng Hoàng chỉ bày trò để phá cái đám cưới này thôi, chứ chẳng có chuyện đau bụng gì cả. Chắc không phải đâu. Cái này là con Loan nó đau bụng, chứ không phải thằng Hoàng đâu. Mà nói là thằng Hoàng bày trò. Thôi, để tôi về thăm con nhỏ, sẵn coi tình hình sao luôn. Ê, đâu có được. Bây giờ đám cưới sắp tới rồi, không có con Hương thì cũng phải có thầy. Mọi người đi hết rồi tôi biết tính làm sao. Vậy thì cậu cho người vô nhà Thương coi tình hình sao. Nếu mà ổn rồi thì nói Hương về đây luôn. Ê, chuyện đó có thằng Hương cả đáng nó làm rồi. Thầy cứ tiếp khách đi, miễn làm sao mà mọi người vui vẻ là được. Ê, bà con tới kìa. Dạ, xin kính chào các hương thân và phụ lão. Quên. Dạ, xin kính chào các quý ông và quý bà. Gia đình chúng tôi hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp quý ông và quý bà đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Nhân ngày thành hôn của hai cháu Bình và Hương. Tuy hôm nay cháu Hương có bận chút việc đột xuất, nhưng mà cháu Hương sẽ quay lại liền. Xin quý ông quý bà chúng ta cùng nâng ly. Nâng ly. Ủa Hoàng, có lại đây chi? Ông là kẻ sát nhân. Quang, con... ông là giết cha tôi. Bây giờ ông còn đòi lấy má tôi. Con... ông không phải là con người. Con... ông là kẻ sát nhân. Không có gì hết. Đừng mà con. Đừng mà Mình ơi, nó còn con nít mà. Tha cho nó đi Mình ơi.